Xin chào và các bạn, mình là Nemu của Net Gamer Channel. Thì hiện tại mình đang có mặt bên sẹt Global nè, để mình đánh cái acc phụ này chế độ BK mà chế độ bắt môn nha. Ok, chúng ta quẩy thế nào, đó 450 điểm thôi. Đầu mùa mà. Hay là Zaga Buga phải đổi tên. Mình đánh trước. Momoko độc chiêu có hồi máu, tuyệt kỹ có giải hiệu ứng cho cái võ sĩ vị thành niên. Kèo này á, lấy Leona đi. Cái này mình nghĩ Leona nó sẽ ok hơn. Team bạn là bốn con nam rồi lấy cái giảm công. Bây giờ có Ukio. Ukio thì hơi toan toan nhẹ nha. Ukio hơi toan toan nhẹ đó. Hơi toan nhẹ nhẹ đó. Liều mạng để Leona lên. Thôi khỏi 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 đi. Sợ nó có gì ta, sợ nó đánh nó dồn đam đậu phộng resist tăng công này kia các thứ. Đồng ý biết không chết được đâu, nhưng mà Leona nếu mà tuyệt kỹ lợi hồn không được như máu, phải có độc chiêu à. Giảm công à, nó có rau sơ nữa kìa. Có rau sơ nữa. Ô tiết tướng mà vãi vậy. Vãi có tiết tướng nữa. Giết người được luôn á. À, không đủ, không đủ. Ok, chấp nhận mất nộ ấy. Á đồ. Bây giờ nộ sợ nó chết không ta? Có nộ chết không? Ê, đừng chết nha. Đừng chết nha mẹ ơi. Ô mẹ chết rồi. Ê, có thể không chết, có thể. Có thể. Ô mẹ mà vẫn chết, phải. Sao tim không có không có gì ta? Thế không chắc cảm giác như không có cái thường mà sao nam 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 to vậy, nó nhử mình lại hả? Không ra tướng rồi, ra tướng chắc ra resist á, biết ngay rồi. Một cái câm lặng. Ô what the hell, đánh cái gì vậy? What the hell, what the hell, what the hell. Xí nè. Chọc 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 chọc. Ui mẹ ơi, độc chiêu nó chí mạng kìa, vãi. Không chí mạng mà sẽ đánh con, mình sẽ đánh con Hamaru giảm nổ con kia, vãi chí mạng. Đậu xanh. Ôi. Phải cháy thiệt. Thôi dòm thôi. Dòm thôi. Quên rồi. À, pha này mình đánh lỗi thực sự á. Nói chung là mình không nghĩ là pha đó là nó chết được con Bích. Phải đọc chiêu chí mạng nó mới chết á, tại con Bích nó đâu có bị chảy máu đâu, do đọc chiêu chí mạng chết. Hashirama. Mình đánh sao? Ôi trời ơi. Mình đánh sao? Ui giời ơi, mẹ ơi, hen nữa, ông phộng hen. Nghe mùi Ryuji đâu đây vậy? Ryuji, Ken, Isla, Robert à? Robert. Robert tâm một có miễn khống. Để vậy luôn không? Hai Athena luôn. Robert tầm 1 cũng có miễn khống nữa. Cây okay, coi đó không đủ đam, không không đủ nổ chứ, không đủ nổ. Ui, na lên nội tại luôn.
Nguyễn Hamadu thấy tao không nói là mày làm tới hả mày? Mày thấy tao không nói mày làm tới đúng không? Ông Nguyễn Hamadu thấy tao không nói mày làm tới đúng không? Thấy tao không nói làm tới đúng không? Hèn còn cái hồi sinh. Chấp nhận mất Athena thôi chứ giờ sao giờ? Không mất cũng được, không không được nữa. Mình đánh bằng Angel mà. Đánh Angel là sai á. Đánh Angel là sai á. Tên sao là ngoại robot bị đốt máu chết á, ăn đam nhiều vậy bị đốt máu, có thể bị đốt máu chết được. Coi coi đam nó chồng nhau nè, coi đam nó chồng nhau nè. Anh rồi có hàng sát thương mà. Đánh nhiều vô. Anh rồi có hàng sát thương. Nè chết robot nè. Ồ không chết nè. Không chết nè. Không chết thì thôi. Không chết thì thôi. Không chết thì thôi. Không chết thì mình dồn thêm một nam nữa. Mày. Ui ui mày đi chưa chết kìa. Trâu nhờ con hen này. Mình tưởng là pha đó robot bị dồn nam nó chết luôn rồi. Ai ngờ nó không chết kìa. Hơi bịp ha. Hơi bịp. Ui ui. Phải cả nam. Phải cả nam kìa. Quái cả đam thiệt. Orochi. Orochi. Ây da, thấy vô. Ui mày mày vẫn chưa chết nữa, robot. Mẹ robot này làm bằng sắt nữa. Bịp vậy. Robot này làm bằng sắt à. Phải cho robot. Phải nó robot làm bằng sắt à. Robot làm bằng sắt. Mẹ nó ăn biết bao nhiêu cái từ kỹ rồi đó. Ghê thiệt. Cái này không phải là con hen nha. Thì mình là người thua đó. Phải. Kinh khủng thiệt robot. Mình nhớ là nó cũng đâu có trâu cái gì đâu ta. Thường là ăn một đam của Angel đi một nội tại. Ăn thêm cái đam 2 thì là do nó dựa lên nội tại. Dù mà nó được bút thêm cái gì thì là nó không ấy đi. Nhưng mà mình không nghĩ là nó trâu như vậy luôn á. À, lấy xe su đi, tướng môn có giảm nộ mình đánh sao? Rouser. Có lông hổ đi, lông hổ, lông hổ, lông hổ, lông hổ. Hay à, Maki. Thôi vậy kìa này lấy Maki. Maki chỉ cần mà đọc chiêu búp nộ thôi là team mình dễ dễ chơi liền. À bên kia nó cầm rồi, nó cầm. Nó cầm bên kia rồi.
Jordan hả? Jordan. Chúng ta đọc là Jordan. Jordan. À, tứ hồn, tứ hồn. Tứ hồn. Dạm đầu đau sơ. Ô. Ok, cái này chơi cái kiểu an toàn đi. Không cần phải chơi cái kiểu nhảy nhảy làm gì. Chơi kiểu an toàn. Chết này, lấy nộ luôn. Đó, không cần phải chơi cái kiểu kia. Chứ kia sợ nguy hiểm lắm, tại vì mà team không có kế thừa, sợ dễ thua. A đồ. Vãi thiệt. Má nó đòn kìa, lên nội tại whip. Whip phần này bắn con KT. Em đi có nộ chưa ta? Không giết được người chắc chưa có nộ đâu. Không giết được người chắc chưa có. Kèo này nè, sợ không có cái thừa á, không có cái thừa dễ toang lắm. Cũng toang. Mà kỳ nào mới lên đủ nộ. Chắc vẫn thua, không đủ sát thương. Mẹ, đam đá không có đam luôn, thiệt. Nam yếu quá, Nam có Nam luôn. Mình mới đầu mình tính đánh nhữ nhữ mà thôi, mình sợ, tại mình sợ đạo phỏng nó không có cái thừa, nó sợ không có cái thừa. Thì thôi chắc cú mình tính giết tướng luôn á. Mất Zhu là thua rồi. Ôi ngáo rồi, đánh gì sai rồi. Ôi mẹ mày, ôi, nó còn con nào không ta? Sao nó lại lại đánh con cư la trời. Pha đó đánh con cư la nghe hơi bịp. Phải tới anh Jun đạp rồi.
Đóng băng cà phải rồi. Win luôn hả? Cái chuồng do nó ngáo rồi á. Nó đúng ra nên giết con Jun. Rồi sau đó hai con hợp lực đánh con Cư La sao? Cái này đáng lẽ mình là người thua á, nhưng mà do nó ngáo thành ra mình mới là người win. Đúng không? Phải đó gần như là không ai chọn chọn giết con Cư La hết trơn á. Nó có rủi ro. Ừ, nó có rủi ro. Vigorous Hubble. Hubbex chứ, Hubbex. Rồi lắc rồi. Lắc game rồi. Chỉ có nước, bây giờ chỉ có nước là ngồi chờ thôi. Đúng ra phải giết con Jun là cái con có thể gây sát thương. Con Cư La nó chỉ ấy khi nào mà nó lên đầu chiêu hoặc là nó reset thôi. Kẻ đó giết con Jun là hợp lý rồi, nhưng giết con Cư La. Phải nhưng mà dồn hai đam, nhưng mà giờ dồn đam của con cao phẩy là con robot vô để giết con Cư La thì hợp lý. Chứ còn phải đó là một đẩy là chắc là con Jun nó toang rồi đó. Nói chung là team bạn sai thôi, mẹ Cư La reset không mất giọt nào luôn, sợ thiệt. Để chưa kể con Cư La nó còn có gì ta, nó còn có cái phản đòn nữa. Do tướng môn đầu chi xong sẽ có cái phản đòn. Ô vô được kìa. Bị vậy. Biết vậy. Mình đánh trước. Ôi mẹ mày ghi ngu nữa hả? Ghi ngu hả? Cái này quan trọng con kia con gì khả năng cao chắc Saiki rồi. Ôi thổ. Ôi Mari vậy. Cái này Mari biết gì? Ờ Mari, Mari được, Mari, Mari chơi kèo này được á. Jun đi chung với Mayli. Kèo này được. Mari thì ngon, nghe ngon cũng ngang cơ với thổ. Mari nếu mà canh canh cho nó phản chết mấy con kia thì mình sẽ là người có lợi thế. Thổ nó miễn nhiễm thiêu đốt. Mà éo nghĩ pha này con Athena có độc chiêu á. Éo nghĩ tới. Rồi thổ có nộ rồi. Kể giờ Mari nó đầy cái ống kia nó phản cũng được. Nó gần phản, gần dàn người tới nơi nè. Đụng một hai cái nữa tới dàn người nữa. Dàn người nè. Ô. Ôi mẹ mày vãi trưởng. Đúng vừa ngu. Phải Trover. Ok. Vậy chứ. Người ngu yếu xích được con Mari. Rồi chuẩn bị dàn người tiếp rồi. Ui mẹ mày vừa đủ đam rồi. Ôi, pha này mày đi chết rồi. Đủ đam chết luôn rồi. Quỷ thổ nãy giờ đọc chiêu nó cứ giảm nộ mấy cái con kia của mình hoài. Ôi mẹ ơi, đi nội tại luôn rồi. Phải thiệt. Chịu không chí mạng mà cũng đi được nội tại nữa hả? See you.
Athena. Pha này ghi có nộ đúng không? Ghi có nộ, ghi nãy giờ đầu chi liên tục khả năng cao ghi có nộ rồi. Đỡ đòn nè. Không đỡ, không đỡ cũng tốt. Cho đẩy bay đi đi. Cho đẩy bay đi đi cũng được. Để mất lợi mất công Mori ăn đam nữa. Không để lại mất công Mori ăn đam nữa. Ok. Mình thân tướng rồi đó. Mình thân tướng rồi. Chi. Má lại choáng. Ui mẹ ơi. Cái gì vậy man? Cái gì vậy man? Cái gì vậy? Vãi thiệt á. Ờ tên 10 mình thân tướng mà đúng không? Mình thân tướng rồi. Mình thân tướng mà. Tại nãy nó ra con gì ta? Nó ra con Nemlet với lại trước đó nó ra con gì nữa mà hơn một con. Nó nếu mà pha đó nó không ra con Nemlet á, mình là người thua rồi. Tại nó là người đánh sao. Nói chung kèo này đâu ai giết nổi con thổ đâu. Thì là tự nhiên ra tướng là ăn vẹo gì. Omatokita. Mình là người đánh trước. À, sao nãy giờ toàn kèo 15 không nhảy. Chán lắm luôn á. Mình đánh trước. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi mẹ mày vãi trưởng thiệt. Rugo á. Rugo. Phải cái nồi Rugo. Kêu nổ hai lần nó giải cho. Kêu nổ hai lần nó giải hết. Ô ra Ainis nó ngáo rồi. Ô nó ngáo rồi. Vãi. Tự nhiên ra qua Ainis kìa. Đấm cái chết luôn á. Ồ nó ngáo, nó ngáo, nó ngáo. Ngáo rồi. Nó ngáo mình win rồi, mình win rồi. Kyo và Rugal không thể nào mà giết được cả hai con này á, không thể. Này Rugal chụp nè, đậu phộng đấm cái Rugal đi luôn á. Rugal đi luôn á, nếu mà pha này con ráp nó phản. Nó giờ không đủ chip á. Nhưng không đủ chip á. Ôi, reset kìa. Bái cứ là reset. Nếu mà con gái cưng reset thì ghê gớm thật sự. Kirai. Kirai đi nội tại Kyo luôn. Rồi giờ Rugal mà cho Rugal ăn cái đam nữa, đậu phộng Rugal đi tiếp á. À sợ hả? Ờ giọng con kia cũng được. Nhận quân não vậy cũng đi nội tại thôi. Trước sau cũng đi thôi, cho đi luôn. Bịch bịch. Ừ mẹ mày cay. Ờ à, vẫn truy kích. Bịp. Mày cái trò này nó bịp.
Trò này nó bịp lắm. Rồi nãy giờ đạp choáng thì bị kinh nữa nha. Ui lại choáng nữa. Phải vậy. Mẹ mày lại choáng nữa. Biệt tao à. Biệt tao à con quỷ rùa này. Ôi thôi xong thua rồi. Vãi chưởng thiệt. Má nó. Mẹ rùa MVP à. Vãi nồi. Mẹ rùa MVP. Nó đạp choáng cao quá ta. Ừ không phản. Không phản cho mẹ ăn băng. Ôi chết luôn. Ôi mẹ mày. Má con Rugal này. Pha cái pha trước nó có phản cái kia rồi. Ơi qua này Kula bị ăn đam, Kula chết luôn á. Ờ không có khiên rồi. Ô mẹ mày không băng được nó kìa. Thôi xong. Không có được cái băng này. Ôi mẹ nó. Cái gì vậy? Phải. Má nó. Con chó Rugal. Vãi chướng thiệt. Em bịp à. Mẹ đúng em bịp luôn chứ còn gì nữa. Chỉ cần ráp qua được tên này thôi là win á. Tại vì nó chết thôi hơn tướng mình rồi. Ừ mày gáy đúng không? Ừ rồi sao? Tao hơn tướng mà. Ắc kêu hả? Ừ rồi sao? Ôi gáy. Ừ tao vẫn là người win mà. Lúc đầu mày feed tướng mà. Mày feed tướng mà. Thì nghĩ coi ai là người win. Ồ. Ngáo ngáo hả? Khúc đầu phía tướng mà bây giờ mà khúc cuối này giết được con chết được con Kula nghĩ là nó win. Bây giờ dồn đam giết con ráp luôn á, à, thì còn hợp lý. Camera, camera người ta Cameroon đúng không? Nước Cameroon giờ có camera nữa, mình đánh sao? Kìa để lấy con ghi đi. Mình đánh sao? Mày, Hawaru à. Hawaru. Ôi, tim lỏ rồi. Tim lỏ lỏ rồi. Tim hơi lỏ lỏ nha. Nhanh bạn ơi, còn có một game nữa, đánh cho xong luôn để đi ngủ nè. Bây giờ 12 giờ rưỡi rồi. Ôi. Chấp luôn hả rồi.
Đồ. Má nó. Thiệt. Xàm ơi là xàm luôn. Má, bị dính ấy, cái tuyệt kỹ nó nhảm á. Có độc chiêu. Cây vải trưởng. Pha này choáng sai quá, karate không mượn mày choáng luôn á. Pha này choáng, mình biết mình đánh quanh kia mà sợ kích nộ con Hamaru ơi, sợ kích nộ nó. Cho nên không dám. Sợ kích nộ. Hai đam chắc không chết nổi con karate đâu. Hai đam từ Mashima là con kia chắc không chết nổi. Không chết rồi. Mà giờ nổ nó lại uổng. Thực sự luôn, cái pha này nổ uổng quá. Đánh Athena à? Ừ, tại chắc có độc chiêu á. Gấp đôi canxi luôn hả? Gấp đôi canxi luôn. Lấy nồi cho anh em led. Nè, con quỷ con gì ta Athena mình nãy giờ không đọc chiêu cái nào ha. Đọc chiêu là ngon nữa. Đọc chiêu là giảm nộ nãy giờ là mình đâu cần phải giết con Jun đâu. Là do không đọc chiêu mình mất bùn phải giết nó. Má chết luôn rồi. Vãi thiệt. Luôn. Và này hy vọng đừng có độc chiêu gì hết nha. Không có độc chiêu gì là ngon á, mình có thể win được. Mình có thể win được nếu mà pha này nếu mà đã giết con Ramon hoặc giết con Ca Phải với điều kiện không có hút nộ á, có thể win được. Chỉ mau. Ui mẹ mày một đam chết luôn. Phải. Độc chiêu rồi. Cứ lại độc chiêu cực kỳ cao. Ơ hơn quá Ramon không chết. Hồi nổ ném lát hồi nổ. Hay. Hồi nổ là hay đó. Một pha hồi nổ là hay. Úp sát thương lên. Ừ chí ngon win rồi. Không chết hả? Ây chết vậy sao tự nhiên bị mất combo vậy? Phải. Tự nhiên bị mất combo hả? À xàm vậy. Vãi chưởng thiệt. Sao cái đó con Nameless thì con Zero Dam yếu vậy? Đợi hai con Dam mà con Zero Dam đầu tiên nó còn chết chết con gì nó còn cỡ gần nửa cây. Ôi mẹ ơi mày chắc kế thừa rồi nó một Dam gần toang luôn, một Dam gần toang luôn. Ôi ôi mẹ độc chiêu có kế thừa kìa, độc chiêu chính thức là có kế thừa phải thiệt. Với mình tưởng đâu là hai đam là con Hao á là nó gần chết nha, nó gần chết thì mình chỉ cần đánh một nhịp thôi. Ui mẹ ơi, nên nó còn không đỡ đòn nữa, chịu rồi. Mẹ giờ đỡ cũng muộn rồi, giờ đỡ là muộn rồi, còn éo độc chiêu nữa. Tên sao Hao có nổ đúng không? Còn éo độc chiêu, đâu có nổ chém gây thua rồi. Win được luôn không? Đam chết luôn á. Ui ôi.
Ui mẹ mày hồi sinh, phải. Phải chứ. Reset. Ui mẹ mày. Phải nồi. Vẫn thua hả? À nó đánh trước. Ờ à, đánh trước, ui mẹ mày, đọc chiêu nha. Ừ. Hơn máu, ôi thua, phải. Mẹ cay. Con quỷ kia nó hồi sinh kìa. Mẹ cái game nó xàm ơi là xàm. Ok, thì video mình đánh VK chế độ bắt bombing server global đây kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì để lại cho mình một comment, một like share, một đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.